mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng anh Vương ba. Hôm nay đi quán thấy quán là mới mở nè. Đúng rồi. Ăn sáng nha. Đây có hủ tiếu Nam Giang, bún bò, bún riêu. Ăn gì? Cái bún bò đó tại cái lạ đó. Còn cái bún bò Huế mình có ăn rồi. Bún bò hay là hủ tiếu Nam Giang? Cái ít. Cái đó không? Ừ. Ok, cái nữa đi. Bây giờ thôi bây giờ sáng ngày ăn ăn xương xương rồi chừng 4 kg 5 kg thôi. Dạ. Thôi cái 4 kg rưỡi 50 thôi. 4 kg rưỡi. Ok. Đây thì vô chú quán ai ngồi trong quán bánh giống thịt tao rồi. Giống thịt anh đúng không? Đây quán bán mình lấy quán này nghe nó. Tính đó mình ăn cấp cái hình của anh mà lên vô đó. Hôm nay mình lại mình tham khảo quán này coi. Thưởng thức cái món bún bò Huế với lại hủ tiếu Nam Giang. Em ơi. Dạ. Bây giờ em làm cho anh trước tiên em làm cho anh 8 tô đi. 8 tô. Dạ, 8 tô thì anh đi tiếng hủ tiếu 4 tô. Bún bò 4 tô. Dạ. Hủ tiếu Nam Giang năm rồi. Nam Giang hả? Nam Giang hả? Anh uống 5 rồi, cho 5 rồi luôn. 4 tô Nam Giang, còn 4 tô 6 Giang. Bây giờ là khi 8 tô trước, nhưng mà ra tăng số lượng hỏi mà chưa đủ thì chưa thêm. Dạ. Cái con đường này người ta mới mở. Hồi xưa đường này là đường đất, rồi sau ta làm đường đan. Bây giờ là mở ra đường rất là đẹp. Đây chạy ra đầu hồi đó là chợ Thượng An. Lên chạy hầu đúng rồi, lên chạy hầu hồi xưa mới mở kinh chạy cái hầu. Đây, quán này không có địa chỉ, chỉ cứ để cái bảng này thôi. Em gái bắt bún bò. Dạ, bún bò. Bún bò. Dạ, đây là sườn bò với nạm. Bò với nạm. Dạ. Để đủ tiếp viên hết cho anh luôn. Tái. Có như là tiếp viên là em đã đầy đủ hết. Dạ, dạ. Đây, bún bò. Đây là tô này là tô đầy đủ 40. 40, ok. Dạ. Còn cái tô hủ tiếu cũng vậy. Hủ tiếu. Cũng vậy, cũng nghe là cũng 40. Đây, em làm đặc biệt đi. Chị thấy đây một tô 40 tiếp pin đầy đủ luôn. Em bán đây từ mấy giờ tới mấy giờ em? Dạ từ 5 giờ cho tới 9 10 giờ là xong rồi. 10 giờ là hết. Dạ. Buổi chiều có báo em? Buổi chiều 3 giờ em báo cũng riêu. Dạ. Rồi khách người ta gọi có ship không? Dạ có. Ship trong vòng tầm bao nhiêu cây số? Từ 2 cây. 2 cây số à? Dạ. Nói chung là nãy cứ quay trên cái bảng em có số điện thoại em. Dạ có. Để có cô bác chị bạn nào nhu cầu ăn thì gọi về em. Dạ. Ship em. Dạ, dạ. Đây là sườn. Nhưng mà em làm cái nào tiếp viên nào ngon ngon em cứ bỏ hết cho anh. Dạ ok. Thôi thử. Thôi thử cái cốc. Bọc. Ok. Giá hấp dẫn luôn. Đây, người ta đem hủ tiếu với lại bún bò ra đây. Bây giờ đổi lại đi. Anh ba ăn mấy tô bún bò? Anh ba đi. Mấy tô cũng được. Đổi đi. Tại vì số lượng là 10 tô á. Anh ba sẽ ăn bao nhiêu hủ tiếu? Rồi, đổi đi. Được chưa? Đồng ý chưa? Rồi. Anh gì là tôi 3 tô uống bò, 2 tô hủ tiếu. Ăn 3, 2 tô uống bò, 3 tô hủ tiếu ha. Rồi. Rồi hậu dùm cân dùm cái không sai. Được khi, bò bắt cứ tôi mà bỏ lại 2, 3 tô. Nói chung là người ta bắt không có trình lệch chứ không có chính xác đâu. 1 kg 3, bỏ người khác ra. 1 kg 3, 1 chục. Kỳ tư 50.
đằng bên bên ba đây. Kêu tôi 50 tô bún nó đi, tôi lại tôi bún rồi tôi nấu thêm tô đi. Nóng kéo luôn rồi. Thứ ba thứ 250 bây giờ thôi nè, bây giờ nó có ký 450 ký 350 ký 250 mình lắm cho á, giờ mình quân bình lại rồi mỗi tô 900g đi ha, 95 vô 45 ba trời ơi. Anh ba là 95 chơi rồi ok. Thôi chứ là hai anh em sáng ngày ăn sáng là mỗi người 4,5 kg ha. Ờ, trang gì trang đi anh đưa hết cá lên anh ba thôi. Anh đưa hết cá kìa trời hết cá rồi hết trang gì đó trang đi rồi rồi bây giờ nói hai em này cho mau đó phải xe qua cái hôm nay là không có ủng hộ vì hết trước được 2 triệu thôi ha rồi. À, xong đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị ban dùng sáng với hai anh em của mình. Xin mời. Rồi chuẩn bị đi. 1, 2, 3. Cái xương bỏ lại dưới đi. Phải nóng nha. Tàu bún với tàu hủ tiếu nhìn thấy cũng rất hấp dẫn. Cái chủ quán bán một tô 30 ngàn. Nhưng mà cái này tô đặc biệt pin nhiều độ 40. Quán này bán đắt, thấy hầu như là bán đắt, khách rất đông. À, con gái mình từ chỗ nhà mình ra đây 1 cây số, nhưng mà con gái mình dẫn ra đây ăn, con gái mình ngoài trong, mỗi ngày đi ra ăn đi mình ra đây ăn. Nhờ giá giới thiệu hồi quán này ngon mình mới biết. Sao vậy? Dạ. Làm mấy tô? Dạ. Em làm mấy tô? Đúng rồi, không nổi đâu. Chú ơi, không nổi rồi. Một tô hết không? Hả? Một tô hết hả? Vậy em phải ăn 5 lần mới đấu được với hai tay này. Mà cái tô này tô đặc biệt ấy chú ơi. Cái tô này tôi đặc biệt, như chú ăn thường tô 30 cái này, ăn tới 40 lần. Có mấy chú rồi, mấy anh đồ chứng kiến. Các nhiều người chứng kiến hai anh em được thi. Hai anh em mấy anh em ăn ở nhà hoài buồn quá, hôm nay ra ngoài quán ăn cho cô bác chị bạn đứng chứng kiến hai anh em ăn. Đó là ba cô đi ơi. Có hai cô mà có ba nữa nè.
Bún bò và tức pin có sườn là thấy ngon ha. À, này là quá hay luôn. Bún bò tàu bò mà mới có mấy phút rồi. Bà có vẻ dễ nên quỳ chút xíu nước rồi. Nhưng mà cái thì quỳ lại ở thật. Đấy, hai đang ngay nhau à. Đấy, không có vết ngăn mình nói được. Có vết ngăn thì mình không dám nói. Cái gì gớt nó cứ kiếm rồi mày chạy. Tiền sẽ được anh. Tôi lọc bẹt mà. Tao bán người ta có 30 mà, tao có 40 nữa. Đó là đường quê là có hay không? Có.
tự là đừng có coi cháu với anh mua coi là ủa bôi ngủ đi em bôi hai anh em ăn mấy cái 10 phút rồi thịt nhiều quá vì nuốt chậm rồi anh bà đồ đặc biệt quá nhiều thịt hai con tôm đó, tiếp. Thịt bên như là đầy to á. Thịt bò thịt nhiều hơn. Quá trời. Đúng rồi, đúng bò thịt bò nhiều hơn á. Anh vui chậm lại, chậm cái gì bún bò. Ấy ăn lâu tí thì rất lẹ. Tôm dễ nuốt. Ừ. Mà anh ba tôm rồi hai tôm cũng lâu xong rồi vậy, tại anh nuốt chậm thôi. Cắn lên. Cố lên. Anh vừa phương chút xíu nước à. Thật nghiệp quá, xé ra luôn. Nhiều quá hả? Xé ra nhỏ luôn. Con lâu ăn đặc biệt chứ, ngon. Có chân đợt rồi đó. Vì anh ăn hết thịt đó xong rồi anh làm rồi nhanh chậm cái thịt thôi khó rồi. Ôi, có cái xiếc nè. Quá hay luôn, anh em ăn nóng mà mới có 12 phút rồi. Quá hay luôn. Ơi ốc ốc nữa. Hết tình nguyện mới thắng. Anh Huy thua ba này thật nước không lẽ bàn ba. Chuẩn bị đúng không Huy? Ăn đồ coi như là dính gì dính luôn. Chuẩn bị đúng không? Quá hay anh em ăn quá hay luôn. Ok bằng thử ra anh ba. Có bộ mấy phút rồi? Cái nước rồi. Quá hay. Mấy anh em mình cũng cảm ơn các bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc các bác anh chị các bạn sức khỏe dành an. Xin chào hẹn gặp lại.